đầu tàu kinh tế đang gặp trở ngại gì? Đi thi đấu SEA Games 32 không cần thành viên ăn theo đi du lịch. Hoa hồng đen và nguy cơ làm méo mó nội dung các hoạt động trải nghiệm. Chuyển điều tra dấu hiệu thông thầu mua sắm thiết bị trường học ở Đắk Nông. Đi thi đấu SEA Games 32 không cần thành viên ăn theo đi du lịch. Thưa quý vị và các bạn, do không đủ kinh phí, Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia phải giảm quân số dự kiến từ 1.018 thành viên xuống còn trên dưới 900 người. Trong 118 người cắt giảm, có khoảng 30 vận động viên, tổng số vận động viên đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ còn khoảng 714 người. Cắt giảm thành viên đoàn SEA Games là vì xem xét và tính toán về kinh phí, con số đã đội lên cao hơn dự kiến. Tiền bạc có hạn cho nên phải tính toán chi ly, chuyện này cũng đúng thôi nhưng việc cắt giảm phải đảm bảo không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Muốn không ảnh hưởng đến thành tích thì phải ưu tiên giữ lại lực lượng vận động viên, còn cắt bộ phận gián tiếp. SEA Games dự kiến đoàn có 1.018 thành viên, thì chỉ có 714 vận động viên, còn lại là các lực lượng khác. Đã từng có những giải, người đi theo quá đông, báo chí phản ánh nên người bị nêu tên xin rút lui. Đi thi đấu thể thao, cần vận động viên, không cần thành viên ăn theo đi du lịch. Chỉ đạo chuyên môn thì có huấn luyện viên, quan chức đi theo đồng để làm gì. Ví dụ như SEA Games 30 tại Philippines, đoàn Việt Nam có 850 thành viên, trong đó có 568 vận động viên, còn lại là 288 thành viên khác. SEA Games 31 tại Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội với 1.341 thành viên, trong đó có 956 vận động viên, 385 thành viên khác. Mặc dù không thi đấu ở nước ngoài, nhưng quá đông thành viên kèm theo cũng tốn kém kinh phí cho đoàn thể thao. Phải cắt giảm các thành viên đi theo trước, ở những vị trí không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng thi đấu của vận động viên. Sau đó mới đến những vận động viên còn yếu hoặc chấn thương, khó có khả năng đoạt thị trường. Cắt giảm nhân sự để dành tiền tập trung chăm sóc vận động viên, ở khách sạn tốt nhất, đi lại thuận tiện nhất, ăn uống chất lượng cao nhất. Còn nữa, tiết kiệm những chi phí không cần thiết để dành tiền thưởng thật xứng đáng cho vận động viên đoạt huy chương. Đầu tàu kinh tế đang gặp trở ngại gì? Thưa quý vị, không ai dám tin, đầu tàu kinh tế của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ tăng trưởng quý 1 năm 2023 ở mức thấp kỷ lục, không ai dám tin đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lại đạt 0,7 chỉ số GRDP qua 3 tháng đầu năm 2023. Xếp hạng 56 trên 63 địa phương toàn quốc. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2023 để tiếp tục làm đầu tàu kinh tế có khả năng dẫn dắt và kích hoạt cho các tỉnh thành khác. Cho nên con số 0,7% cho quý 1 năm 2023 do Tổng cục thống kê đưa ra cũng khiến chính Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cảm thấy bất ngờ và gọi là trận thua đậm nhìn một cách tổng thể thành phố hồ chí minh là đô thị có xu hướng nhập khẩu quốc tế sâu rộng nhất của việt nam cho nên tình hình khó khăn tài chính thế giới đã tác động ngay lập tức đến nhịp điệu phát triển của thành phố phương nam sự bất cập của thị trường chứng khoán và thị trường cổ phiếu làm cho người dân hình thành tâm lý giữ chặt túi tiền và tiết kiệm chi tiêu bên cạnh đó thành phố hồ chí minh cũng bộc lộ những vướng mắc về các chính sách chưa tháo gỡ cũng như hạ tầng chưa đồng bộ vì vậy không phải ngẫu nhiên khi những ngành dịch vụ trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh đều chứng lại. Ví dụ ngành vận tải kho bãi giảm 0,63%, ngành thông tin và truyền thông giảm 2,7%, ngành kinh doanh bất động sản giảm 16,2%, ngành y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,82%. Đầu tàu kinh tế mà tăng trưởng 0,7% trong quý 1 năm 2023 có trách nhiệm từ phía quản lý nhà nước ra sao? Liệu có phải nhiều cán bộ chân trừ trong công tác vì ngại khó và sợ sai không? Hai thực tế mà các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã kêu ca nhiều lần là có quá nhiều dự án treo và chậm giải ngân vốn đầu tư công. Tại cuộc họp chấn trình trận thua đậm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã phải nhắc nhở nhiều đơn vị tôn động văn bản như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông Phan Văn Mãi yêu cầu mỗi công chức viên chức thành phố Hồ Chí Minh phải quyết liệt hành động tập trung giả soát với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thực hiện chức phận tốt nhất. Đầu tàu kinh tế gặp trở ngại thì đoàn tàu kinh tế không thể tiến lên, làm sao để trong ba quý còn lại có thể khắc phục trận thua động của quý 1 năm 2023. Cần phải thừa nhận nhiều công trình giao thông đầu tư công rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như tuyến đường sắt Metro Bến Thành, Suối Tiên hoặc các tuyến cao tốc vành đai đều đang ỉ ạch. Nếu không nhanh chóng thúc đẩy các dự án ấy mà cứ để dây dưa kiểu miếng xương trong cổ họng thì còn phát sinh hệ lụy lâu dài. Để thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ, tạo động lực chung cho Việt Nam, theo các chuyên gia, cần sớm có các cơ chế đột phát và cởi mở, để thành phố Hồ Chí Minh chủ động hơn và năng động hơn. Nếu thành phố Hồ Chí Minh suốt ngày cứ xin ý kiến và chờ đợi chỉ đạo từ Trung ương, rồi mới triển khai nhiệm vụ cho từng cơ sở, thì khó mà tăng tốc như mong muốn. Một nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 của Quốc hội về chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh có thể xem như lời giải đáng hy vọng. Hoa hồng đen và nguy cơ làm méo mó nội dung các hoạt động trải nghiệm Thưa quý vị, sự việc đi ngoại khóa của học sinh lớp 6 lớp 7 trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm của dư luận bởi vì trong tin nhắn của nhà trường đã thể hiện nội dung bên du lịch sẽ gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm 10.000 đồng một học sinh. Thực ra, Việc giáo viên được hưởng 10.000 đồng một học sinh là một con số rất khiêm tốn và chúng tôi tin rằng nếu không vì trách nhiệm được phân công thì chẳng mấy giáo viên đứng ra vận động thu tiền rồi theo học sinh lớp mình cả ngày để nhận số tiền khoảng trên 400.000 đồng. Xong cũng từ sự việc này cho thấy những góc quất về hoa hồng mà các công ty, các doanh nghiệp, cửa hàng đang cộng tác với các nhà trường. Một người làm lãnh đạo công ty cung cấp dịch vụ trong trường học nói với người viết, nếu không có hoa hồng đừng mơ đến chuyện sản phẩm hay dịch vụ của mình có thể được triển khai ở các nhà trường hoa hồng ở trường học thực tế ra sao thực ra chuyện các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các trường học bây giờ nhiều lắm hàng năm các email cấp trên triển khai thu bảo hiểm y tế bán sách giáo khoa sách tham khảo sách bổ trợ sách tuyển sinh gần như là năm nào cũng có bên cạnh đó các nhân viên tiếp thị cũng vào trường quảng bá sản phẩm thường xuyên như bảo hiểm tai nạn xuất ăn bán chú giác ngoại trải nghiệm dạy kỹ năng sống dạy ngoại ngữ điểm điện tử theo tiết lộ của người trong cuộc dịch vụ nào cũng đều có hoa hồng hết ngoài ra các email quảng cáo gửi đến các nhà trường chào mới các gói vay tín dụng của các ngân hàng các tour du lịch của các công ty cũng liên tục chào mời với những gói khuyến mãi hấp dẫn Chính vì có vô vàn những sản phẩm, dịch vụ như vậy nên chuyện ban giám hiệu nhà trường, nhất là hiệu trưởng nhà trường được nhận các khoản hoa hồng là điều ít nhiều xì xào lâu nay. Càng trường lớn, càng nhiều học sinh càng sử dụng nhiều sản phẩm và tất nhiên sẽ có số tiền cho mỗi gói sản phẩm hay dịch vụ nào đó càng nhiều hơn. Chẳng hạn đối với những trường loại 1 có trên dưới 2.000 học sinh, chỉ chuyện đồng phục mỗi năm, số tiền phụ huynh phải chi cũng là con số không nhỏ. Những học sinh đầu cấp thì ít nhất cũng phải mua hai bộ đồng phục đi học, một bộ đồng phục thể dục học sinh các lớp, còn lại ít nhất mỗi em cũng phải mua thêm một bộ vì học sinh thì lớn theo từng năm. Vì thế mỗi học sinh chỉ cần chi vài trăm ngàn mua đồng phục thì đương nhiên các nhà cung cấp sản phẩm cũng bán được rất nhiều và đương nhiên họ phải trích lại hoa hồng tương ứng với sản phẩm bán ra bây giờ các trường thuộc khu vực đô thị gần như trường nào cũng tổ chức cho học sinh đi giã ngoại đi trải nghiệm du khảo về nguồn trong từng năm học và họ thường gắn liền với một kế hoạch giáo dục cụ thể và rất nhiều các dịch vụ khác như tin nhắn điện tử các loại bảo hiểm cũng đều có hoa hồng và thậm chí rất nhiều vì học sinh gần như đều tham gia hết theo tìm hiểu các nhà cung cấp dịch vụ sẽ chiết khấu phần trăm trên tổng số học sinh hoặc theo phần trăm của tổng số tiền dịch vụ mà nhà trường bán cho học sinh trong những khoản tiền này Giáo viên chủ nhiệm người trực tiếp thu tiền chỉ được hưởng một phần rất nhỏ trong số tiền mà các nhà cung cấp dịch vụ trích lại cho nhà trường. Hoa hồng cao, giá thành cũng sẽ được đẩy lên cao. Những nhà kinh doanh họ luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu và càng bán được nhiều sản phẩm, càng cung ứng được nhiều dịch vụ thì càng tốt vì lợi nhuận sẽ tăng lên. Vì thế nếu như ban giám hiệu nhà trường không nhận hoa hồng thì giá thành sẽ thấp xuống, ngược lại nếu nhà trường nhận hoa hồng, đương nhiên giá thành các mặt hàng sẽ được đẩy lên cao. Nhà trường muốn hưởng hoa hồng cao, đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ sẽ nâng giá cao hơn mặt bằng chung để trích lại, bởi lẽ sẽ không có nhà cung cấp dịch vụ nào lại chấp nhận bán lỗ, bán hòa vốn khi cung ứng cho nhà trường, nên họ đều đẩy giá lên cao tương ứng với số tiền mà họ trích lại cho ban giám hiệu. Vì thế, sự thiệt thòi ở đây là học sinh, là phụ huynh còn nhà cung cấp và những người đứng đầu đơn vị trường học, họ sẽ không mất gì và cũng chẳng thiệt thòi gì họ làm gì đồng ý cái gì đều chắc chắn đều có lợi cho bản thân mình thực tế bây giờ hiệu trưởng các trường học không muốn nhận hoa hồng cũng có vì đó là xu thế chung rồi các nhà kinh doanh họ luôn muốn có những mối làm ăn lâu dài ổn định hàng năm vì thế họ sẽ biết cách chăm sóc để giữ mối lâu dài một khi ban giám hiệu nhà trường nhận hoa hồng đương nhiên sẽ chấp nhận giá chất lượng sản phẩm mà các nhà cung cấp cung ứng cho nhà trường cũng chính vì thế, một số trường học trong thời gian qua xảy ra tình trạng học sinh bị ngộ độc thức ăn, phải nhập viện hoặc bị phụ huynh phản đối chất lượng bữa ăn vì không tương xứng với số tiền họ đóng, cũng có một phần nguyên do từ việc bắt tay của các nhà cung cấp và người đứng đầu đơn vị. Bây giờ, ngành giáo dục đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với nhiều môn học mới, gắn liền với các hoạt động giác ngoại ở bên ngoài, sẽ có lý do chính đáng cho nhiều trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan, dã ngoại ở những điểm du lịch, những di tích ở các địa phương. Vì thế, thời gian tới, người viết tin rằng sẽ còn nhiều câu chuyện ồn ào xung quanh việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa ở các trường, bởi nếu không có hệ thống cơ sở đánh giá hiệu quả của một chương trình hoạt động trải nghiệm, thì rất khó phân định rõ dấu hoạt động tham quan du lịch với hoạt động trải nghiệm học tập. Chuyển điều tra dấu hiệu thông thầu mua sắm thiết bị trường học ở Đắk Nông Thưa quý vị, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ nhiều vụ mua sắm trang thiết bị trường học, có dấu hiệu thông thầu xảy ra trên địa bàn. Trước đó, trong quá trình giả soát, Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện hàng loạt sai phạm tại các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục thuộc chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, giai đoạn 2016-2020, đến 2020, và đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 đến 2025. Cụ thể, có 10 gói thầu mua sắm dù che nắng cột bóng rổ tại 10 trường học trên địa bàn huyện Đắk Rấp có dấu hiệu chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu thông thầu. Tại huyện Đắk Min có 5 gói thầu mua sắm dù che nắng ở 5 trường học có dấu hiệu thông thầu, huyện Đắk Grong có 7 gói thầu mua sắm dù che nắng tại 7 trường học có dấu hiệu thông thầu. Còn tại huyện Đắc Song có 7 gói thầu trang thiết bị, có dù che nắng tại 7 trường học và một số gói thầu mua sắm cột bóng rổ trên địa bàn có dấu hiệu thông thầu. Theo thanh tra tỉnh Đắk Nông, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục tại các phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn 8 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông đa số là các gói thầu nhỏ lẻ. 310 gói giá trị 50 triệu đồng trượt xuống, và 226 gói giá trị từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Những gói thầu này hầu hết được giao về cho các trường học, đơn vị thụ hưởng, trực tiếp mua sắm bằng hình thức chỉ định thầu. Trình tự thủ tục hồ sơ mua sắm những gói thầu trên, đa số chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định. Hàng hóa, thiết bị mua sắm không có đầy đủ tài liệu, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ chất lượng. Bên cạnh đó, một số trang thiết bị đã mua sắm, dù che nắng, cột bóng rổ, thiết bị giáo dục thể chất, chưa thực sự cấp thiết nên ít sử dụng hoặc chưa đưa vào sử dụng đáng chú ý thanh tra tỉnh đắk nông phát hiện một số nhà thầu thuộc nhóm gia đình có biểu hiện thao túng thị trường cung cấp trang thiết bị giáo dục trên địa bàn tỉnh này